Hôm nay nhả dối một chút, em đang dùng thử hai, nghĩa là em dùng cái sản phẩm này thì cũng được tương đối. Tuy nhiên thì sau khi em dùng cái lọ này nhé, cái lan khử mùi Escion, em cứ đọc là Escion thì em chẳng biết đọc là cái gì. Đấy, cơ bản thì em thấy nó rất là hợp lý và hay. Thì trước đây thì em dùng thì em thấy nó rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì sau khi em mua cái lọ này, em mua lọ này cũng theo một bạn đăng bài trên Facebook, thì em mua hai lọ, thì em dùng thì nó bị ố, ố áo trắng. Còn đây là một cái lọ khác, cái lọ này thì lọ hiện tại là em đang dùng. Sau khi em phát hiện ra cái lọ này là họ lọ hàng giả, đấy, thì cái này thì em phát hiện ra là trong cái dòng này khi mình mua trên mạng thì nó có hàng giả hàng thật. Thì để các bác dễ phân biệt đấy, khi các bác nhận hàng, các bác nếu mà được kiểm tra mà mua cái loại lan khử mùi Escion này thì các bác sẽ thử bằng cách như này. Đây là cái phát hiện đơn giản đấy ạ. Tất cả ấy, nếu như các bác nhìn hai cái lọ này thì nó không có gì gọi là khác nhau luôn. Đấy, nhưng nó có một cái điểm rất hay này. Đấy, là cái mặt đằng sau. Sau khi em xem thì em mới phát hiện tất cả hệ thống nó giống nhau hết, nó không khác gì luôn nhá. Đấy, từ trên từ dưới luôn. Đấy, như khi mình sờ sờ cái ngón tay vào này. Đấy, khi mình sờ cái ngón tay của mình vào ấy, thì đối với lại cái lọ hàng nhái ấy, thì nó ráp, nó rất là ráp luôn, ráp cực kỳ luôn ấy. Còn bên này thì cực kỳ là mịn, cái dòng chữ in ở đây cực kỳ là mịn luôn. Đấy, khi mình đưa tay này, đấy, mình vuốt này, đấy, nó rất là mịn. Còn đây thì nó cực kỳ ráp, nó gần như đánh ra kiểu hàn in chưa nổi ấy. Đây là hàng giả nhé, nó nói đây là hàng giả khi mình sờ ngón tay vào. Bởi vì em sử dụng thì cái công dụng của nó là nó không được tốt. Có một cái chỗ này nữa này, nếu như các bác để em thử đặt sát vào máy cam xem nhìn có rõ không. Đây ạ, đây là các bác nhìn xem cái dòng chữ nhé, nó gọi là sò lô. Đấy, sò lô xem dưới uối chai. Đấy, xem uối đáy chai đấy, nhìn thấy không? Đấy, chữ rất khác luôn. Còn nếu như hàng thật nhé, hàng thật xem rất chuẩn luôn ạ. Số lô xem dưới đáy chai, thấy chưa, các bạn nhìn thấy chưa, rõ chưa? Đấy, đây là cái in nhé. Đấy, chữ nó rất là sắc nét, rất là rõ ràng luôn, rất cụ thể, rất chi tiết. Đây nhé, em cho xem lại này. Đây nhá, sò lô xem dưới đuối chai đấy, tất cả sai lối chính tả rất là nhiều luôn. Mà sờ mình cảm giác khi mình sờ ngón tay lên ấy, cái chai tay mình sờ lên nó rất là ráp luôn. Đây là hàng đểu này, hàng giả nhé. Còn đây là hàng chính thống luôn, hàng chính thống dùng nó khác luôn ạ. Vâng, mùi giữ mùi chống mùi rất là tốt, và cái thứ hai nữa là nó không bị vàng, ố vàng dưới áo. Em dùng mất hai lọ kia, đây hai cái lọ này này, em dùng mất hai lọ mà cuối cùng quay ra là hai cái áo em sắp phải bị mất hai cái áo trắng. Đây nhé, để em hướng dẫn các bác về cái cách phân biệt hàng thật với hàng giả. Đây ạ, số lô xem dưới đáy chai, ngày sản xuất xem dưới đáy chai, nên rất rõ ràng cụ thể luôn chứ không sai lối chính tả. Mà cái này nó bắn cảm giác như kiểu lúc nó in ấy, phun in ấy, rất là mịn. Đây thô và ráp mà nó lại đây lỗi chính tả rất là nhiều luôn. Một cái điểm nữa mà nếu khi những người mà mắt yếu hơn chút mà nhìn về những cái điểm nhấn ấy, thì mình để ý ở những cái chỗ mà tôi khuôn lên tịnh 700 mm. Đấy, ví dụ như vậy, ở đây là in in đậm nhé, in đậm toàn bộ. Ở đây là in in nhạt hai đầu, là in nhạt hai đầu đấy, 75 ml ấy, in nhạt hai đầu. Nhưng đây nó in đậm toàn bộ và chữ cực kỳ nét và sắc nét luôn. Đây, thấy không? Đấy, khác nhau hoàn toàn luôn.
Đấy. Thì dưới rỗi thời gian em thì em dùng thôi. Các bác khi mua hàng ấy thì cũng tránh sử dụng dùng phải cái hàng giả. Hai lọ cực kỳ giống nhau luôn, không khác gì luôn, easy form. Hình dáng cấu hình chiều cao, chiều rộng. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì để phân biệt được thì nó lại ở mặt đằng sau. Đấy là cái phát hiện của em khi bắt đầu em dùng thì em thấy nó có vấn đề. Đây là cái lăn lăn khử mùi nhé, phân biệt lăn khử mùi SC on. Và hàng hàng này thì nếu đúng hàng chuẩn của nó dùng cực tốt luôn, rất tốt luôn, cực thơm và không có mùi, không để lại dấu vết vàng ở dưới da luôn. Thế nếu mà bác nào đang sử dụng cái dòng này thì nên lưu ý, bởi vì hiện nay thì bán hàng trên mạng nó rất là nhiều. Này, nhìn cái chữ 500 ml khi nó in giả nhé, nó in cực kỳ đậm. Bên này thì nó phớt trên bề mặt một chút. Đấy. Vì cái này thì nó không gợn này. Còn đây là khi mình sờ vào nó rất là gợn. Chào các bác nhé.